Mến chào cả nhà, đến kênh Lam Phạm Tiền Giang. Chúc cả nhà ngày mới được nhiều sức khỏe. Thì hiện tại mình đang ở xã Mỹ Đức Tây, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay cùng với anh Đồng và anh Nhân đến quay cưa cây. Thì trước mắt mình là một cây bạch đàn, rồi mà có ba cây, trong đó có một cây rất là lớn nằm chính giữa, hai cây hai bên sát nè. Mừng xin mời cả nhà cùng theo dõi anh Đồng sẽ leo lên cưa cây bạch đàn như thế nào nha.
dừa luôn anh Đồng.
con chó mà thành con chó.
luôn. Ah!
cây bạch đàn này hiện tại đang ở ba nước, nước Mỹ, nước Đức và nước Tây. Qua kìa đó xong để khoan luôn. Khoan ngã đâu? Ngã bánh đồ ta hết dụng lụng. Tính tao thải cái này trước có thải đó chứ. Chưa nghe, chưa nghe. Đúng luôn, đúng luôn, đúng luôn. Nhiều quá. Mới cũng động à. Cái gì tâm tâm. Xong rồi, xong rồi. Rồi tiêu rồi. Rồi đồng sẽ cưa hạ gốc nha. Nên quay anh đồng hơi bị gian đó. Không nghĩ rằng là cái cây bạch đàn này bên trong nó đặc để nằm mà sát mấy ao. Cưa tới khoảng lúc đó thì nó đặc, còn cưa sát xuống thì cây bạch đàn này nó bỏng. Nên đào bỏ
một khúc bên dưới. Thì khúc bên dưới thì chú sẽ cưa hành củi. Qua số điện thoại 032 5426 165. Cảm ơn các nhà rất nhiều. Nó đặt chợt luôn. Mới đầu tưởng bọn ngoài ngờ nó đặt bên trong mà. Quá đẹp. Vậy nó bị nghiêng ra ngoài cái con mương nè. Thì gốc cây này là cưa xuống nó rất là nặng luôn. Rồi anh Đồng sẽ cưa nhánh chạy bển luôn rồi. Bỏ máy chạy phụ kéo gì đó ngã xuống dưới cái mương này. Kéo bên rất là khó. 2 3 kéo nào, miết. Xếp. Tiếp vô. Quá tuyệt vời. Ôi trời. Một siêu phẩm à. Đàn quá đẹp. Không nghĩ là nó đâu có. Quá trời luôn.
Long trời lỡ đất. Có đó là nổi đó. Nhờ có nó bè vô trong đó, không có nó là nó ra ngoài rồi. Giờ cái cây dưới nữa nè, không có cây dưới là chịu không nổi nè. Không có lóc này chịu nổi đâu. Nó tưng vô luôn mà ngay luôn. Hết bự luôn. Khủng thiệt. Khủng thiệt. Còn mấy dân mình không dám cắt. Bị ướt. Cái mai chưa này cái làm gì anh đồng? 5 rưỡi. Cái làm mấy tấc? 8 tấc à? 5 rưỡi. 5 rưỡi. Làm cái 5 tấc rưỡi. Không biết cái tên. Dạ. Ra ngoài cũng làm một được. Dưới góc hơi phải không? Ở trên nè. Nổi như tới già. Quá trời nè. Cây lâu năm. Trên mặt phơi quá. Anh Đồng quá hay luôn, canh ngay chấp luôn. Cháu chụp hình cho áo.
Thôi bự kìa. Thôi ơi. Có bự nè cả nhà. Ủa, cái bá luôn. Đâu? Sức cây đàn này đặt quẹo luôn, không có bọng cả nhà. Ngày nhóm cũng không nghĩ là nó đẹp như vậy ha, vì cái cây này nằm nghiêng lên cưa nó giật hơi bị xéo một chút.
Chim mấy đó rồi sao kéo vô nổi ta? Chim ở ngoài. Mệt. Muốn kêu ơi. Mình tiên cái nữa. Nhét cái răng tao. Nhét cái răng tao. Nhét đâu. Đúng rồi nè. Chim ở đây bên kia hít luôn rồi. Mấy cha kia vô rồi mày ơi. Tao nói mày nó đứt rồi. Được không? Nghĩ tưng tưng rồi đó. Nó đứt rồi mà tại mình làm không đủ lực đó. Nó nặng quá mà. Máy nó cắt sập miệng không mà biết đứt rồi. Nhật cũng ơi. không có cù le là kéo vô. Tiếp chạy bữa đó mới về à. Điện báo trước vậy chứ thì coi cả tuần nữa không chừng nữa. Cố lên. Qua dưới đây mấy khúc củi tà bá dưới đây nè. Mò sáng rồi. Đi trong đi, tôi lặn tôi mò cho. Không bao giờ không mò được. Lục tới đây vườn dưới á. Đúng hả? Sáng ngày mò rồi. Ụt con mắt tiêu đó. Chưa cha ơi, con chưa có thế. 2 3. 2 3. Trời ơi. Trời ơi. Biết bỗng lắm mà.
đồng nó hay gốc quá. Ở bên dưới thì nó bọng. Bọng đồng cơ khéo ghê cả nhà. Liền luôn. Rút gì hay quá. Bắn o luôn. Nha. Cái này mấy xe cổi. Đẩy mấy xe cổi. Dạ, hết tính được rồi. Hết tính được luôn rồi. Anh thấy cái dấu này nè, lần này là mình nghe nó bọng nè. Rồi. Nói chung bọng cũng không có nổi bọng nhiều bằng mấy cây ở dưới. Chọn cái góc nhãn đó ra đi.